Lươn là loài động vật thủy sản có giá trị kinh tế và giá trị dinh dưỡng cao. Hiện nuôi lươn đang là nghề được bà con quan tâm phát triển ở nhiều địa phương trong cả nước. Trước đây, nghề nuôi lươn chủ yếu phụ thuộc vào nguồn giống tự nhiên. Thời gian qua, bằng sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất lươn giống bán nhân tạo ra đời đã đánh dấu một bước tiến quan trọng cho nghề nuôi thương phẩm loại thủy sản này. Khác với nhiều loại thủy sản khác, lươn là đối tượng nuôi không đòi hỏi nhiều chi phí đầu tư và đây được xem là mô hình xóa đói giảm nghèo tốt cho bà con vùng nông thôn. Đầu tư thấp, hiệu quả cao, nuôi lươn hiện là nghề được nhiều bà con chú trọng phát triển, nhất là trong mùa nước nổi. Ở đồng bằng sông Cửu Long, hầu như tỉnh nào cũng có nông hộ ứng dụng cách làm này, nhiều nhất là ở các tỉnh đầu nguồn như An Giang hay Đồng Tháp. Tại An Giang, mùa nuôi lươn thường tập trung vào những tháng nước nổi, tức là từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch. Trước đây, khi nghề này mới phát triển, nguồn giống phần nhiều chỉ được đánh bắt từ thiên nhiên mà bà con hay gọi là xúc lươn giống. Thời gian vừa qua còn có thêm nguồn giống bán nhân tạo nên số hộ và quy mô nuôi tăng lên đáng kể. Nuôi lươn trong bể lót bạc là mô hình hiệu quả, mang lại nguồn thu ổn định cho nông hộ, đặc biệt là trong bối cảnh các nông sản truyền thống là cây lúa và con cá liên tục gặp khó như thời gian vừa qua. Hiện tại, với mức giá lươn thương phẩm loại 1 dao động trong khoảng 110.000 đến 135.000 đồng một ký, thì sau 6 tháng thả nuôi, bà con có thể thu về khoản lãi hàng chục triệu đồng. Nhiều nông hộ từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhà nông Bùi Hữu Đức, ngụ phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, là một trong những nông hộ điển hình khi mạnh dạn chuyển đổi từ trồng lúa sang đầu tư nuôi lươn trong bể lót bạc. Ông phấn khởi. Tôi nuôi lươn thì cũng khoảng 10 năm nay. Thì tôi thấy cái hiệu quả từ cái mô hình nuôi lươn thì nó cũng đạt hơn là mình trồng cây lúa. Thì trước đây mình cũng có trồng lúa, nhưng mà giá lúa thì nó không có ổn định. Còn mình nuôi lươn thì cái đời sống của mình thì nó cũng được đầy đủ hơn, bởi vì cái năng suất nuôi lươn thì nó cao hơn cái việc mình trồng lúa. Đó, thì giờ hiện gia đình thì mình đang làm 4 bồn. Thì mỗi bồn vậy thì mình có thể thu lãi được từ trên đó là mỗi bồn từ 15 đến 20 triệu đồng trên một vụ là 6 tháng nuôi. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tại do lũ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường tháng 9 âm lịch nên mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục tăng nhanh. Đây là thời điểm thích hợp để phát triển mô hình nuôi hiệu quả này. Bà con cần tuân thủ đúng kỹ thuật nuôi cũng như có chế độ chăm sóc lươn hợp lý để đạt được hiệu quả như mong muốn. Thực tế, dù lươn là đối tượng nuôi khá phổ biến và hiệu quả ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng các nghiên cứu về loài thủy sản này lại không nhiều. Trước đây, khi nước bắt đầu dâng, cũng là lúc bà con tập trung đánh bắt con giống ngoài tự nhiên. Hàng năm vào mùa lũ, lươn sinh sản nhiều, bà con thu gom trứng, lươn bột hay lươn giống về để ấp và ươm nuôi. Mùa nước nổi cũng là thời điểm lượng cá tạp dồi dào, nhà nông hộ thường tận dụng để làm thức ăn cho lươn trong quá trình nuôi dưỡng. Ở nước ta hiện nay, nhu cầu về nguồn lươn thực phẩm là rất lớn. Tuy vậy, nguồn lươn tự nhiên đã giảm nhanh chóng và ngày một khan hiếm do việc khai thác bừa bãi và tràn lan. Cá biệt, nhiều nơi còn sử dụng cả hóa chất để làm mồi nhử bắt, và hệ lụy là làm cho lươn không còn khả năng sống sau khi thả nuôi. Bên cạnh đó, việc quá lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác nông nghiệp đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của loài thủy sản này trong điều kiện tự nhiên. Khi con lươn tự nhiên mang về thì bà con nuôi thì cái tỷ lệ hao hụt là rất là cao. Trong quá trình thuần dưỡng là có thể là hao hụt cho tới trên 50%, thậm chí là trên 90% cũng có. Rõ ràng việc tận thu lươn giống ngoài tự nhiên là một trở ngại cho nghề nuôi thương phẩm loài thủy sản này. Bà con sẽ không thể chủ động được nguồn giống, không thể sản xuất được đồng loạt với một số lượng lớn do nguồn lươn tự nhiên ngày một ít đi. Mặt khác, về kích cỡ và chất lượng lươn sau khi đánh bắt cũng không được đảm bảo và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hộ nuôi. Trước tình hình đó, thành công từ quy trình sản xuất lươn giống bằng phương pháp sinh sản bán nhân tạo trong thời gian qua của Trung tâm Giống Thủy sản An Giang có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển và mở rộng diện tích mô hình nuôi lươn thương phẩm. Người nông dân có thể chủ động được con giống, giảm thiểu tỷ lệ hao hụt, cũng
cũng như là mức đầu tư cũng giảm hẳn so với khi bà con sử dụng nguồn giống tự nhiên. Cho tới nay thì năng lực của trung tâm cung cấp ra thị trường cho một năm thì có thể lên tới khoảng như năm rồi là 700-800 ngàn con giống. Năm nay phần đầu sẽ lên khoảng 1.500.000 con giống. Thì với cái tình hình mà những cái thành công thành tựu mà trung tâm giống đã nghiên cứu được thì hiện nay là hầu như là trung tâm giống đã chủ động được cái nguồn con giống nhân tạo để cho bà con có thể nuôi những cái mô hình trang trại quy mô lớn. Từ những thành công ban đầu trong việc sản xuất lươn giống bán nhân tạo cho đến nay, lượng con giống cung cấp cho thị trường liên tục tăng qua từng năm và giải quyết tốt bài toán về nguồn giống chất lượng cho các hộ nuôi. Bên cạnh đó, Trung tâm Giống Thủy sản An Giang còn phối hợp với các hội nông dân xã, huyện trên địa bàn tỉnh mở nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật sinh sản lươn nhân tạo cho người dân. Không chỉ được trang bị các kiến thức cơ bản như nuôi dỗ lươn bố mẹ, kỹ thuật ươm dưỡng lươn bột hay các giải pháp về quản lý chất lượng nước. Khi tham gia lớp học, bà con còn được tham quan những mô hình nuôi thí điểm triển khai ở địa phương theo từng giai đoạn phát triển của lươn nuôi. Nhờ vậy mà bà con nắm vững cả lý thuyết lẫn thực hành, giúp ích cho việc ứng dụng sản xuất sau này. Nhờ cấp chính quyền địa phương bên hội nông dân xã, huyện và tỉnh kết hợp để mở ra cái lớp tập huấn này nhằm trao dồi kỹ thuật để giúp cho nông dân tham khảo học hỏi để nắm bắt kỹ thuật về để sản xuất con giống để mà tạo thu nhập cho đời sống anh em nông dân. Qua lớp học mở ra thì thấy phía dạy này kia thì nắm bắt được và hiểu. Hội nông dân huyện 6 tháng đầu năm đã kết hợp với các trung tâm dạy nghề của huyện cũng như là trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật của huyện đã mở được 26 lớp dạy nghề cho hội viên nông dân, số lượng trên 700 lượt hội viên nông dân tham dự. Và đồng thời huyện hội cũng nhận thấy cái mô hình nuôi lươn là cái mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả, yêu cầu của mô hình này cũng đơn thuần là dễ đáp ứng, chỉ tận dụng những cái mảnh đất trống ở xung quanh là chúng ta có thể nuôi được và hiệu quả kinh tế lại cao. Với cái thuận lợi đó, hội nông dân huyện cũng có tham mưu với hội nông dân tỉnh kết hợp với trung tâm giống thủy sản An Giang mở được 3 lớp kỹ thuật chăn nuôi và sản xuất lươn giống, có trên 75 lượt người tham dự. Có thể thấy cái mô hình mà nuôi lươn đã góp phần chuyển dịch cái cơ cấu cây trồng vật nuôi của huyện nhà một cách tích cực. Con giống có vai trò hết sức quan trọng trong nghề nuôi lươn, nên chọn những con có màu vàng sẫm vì loại này có sức sống và tỷ lệ tăng trưởng tốt nhất. Kích cỡ lươn phải đồng đều, cỡ giống thả thích hợp nhất là từ 40 đến 60 con trên 1 ký. Bà con cần lưu ý không nên chọn lươn giống kích cỡ quá nhỏ, vì như thế sẽ khó chăm sóc, lươn dễ chết và thời gian nuôi cũng kéo dài. Muốn chọn con giống tốt là cái thứ nhất là nhìn về hình thái bên ngoài là nó phải trơn nhớt ha, có nhiều nhớt ha, khỏe mạnh, không say sát, trên cái mình của nó là không có biểu hiện của bệnh. Sản xuất thành công giống lươn bằng nguồn sinh sản bán nhân tạo là bước đột phá không chỉ tạo điều kiện để hộ nuôi mở rộng quy mô, gia tăng năng suất và chất lượng lươn thương phẩm, mà còn có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc bảo tồn lươn giống ngoài tự nhiên vốn đang dần cạn kiệt. Ở đồng bằng sông Cửu Long, nuôi lươn là nghề mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều nông hộ. Lươn có thể được nuôi bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy vậy, phổ biến nhất là nuôi trong bể lót bạc. Đây là cách làm kinh tế rất hiệu quả, dễ thực hiện, đặc biệt là phù hợp với các hộ nghèo, ít hoặc không có đất để sản xuất nông nghiệp. Bà con có thể tận dụng các khoảng đất trống xung quanh nhà, quanh vườn để thiết kế bể nuôi và tận dụng thời gian nông nhàn cho việc chăm sóc. Chọn vị trí bể nuôi là yếu tố quan trọng đầu tiên người nuôi cần quan tâm. Nên chọn những nơi có địa thế cao, hướng về phía mặt trời. Khu vực nuôi phải gần sông, kênh rạch và phải đảm bảo có nguồn nước sạch cung cấp cho bể nuôi. Nghề nuôi lươn không cần nhiều diện tích, những nông hộ có ít đất vẫn có thể nuôi tốt loại thủy sản này. Tùy theo quy mô và điều kiện của từng hộ gia đình mà có thể thiết kế hình dáng và kích thước bể nuôi cho phù hợp. Kích thước bể nhỏ có thể từ vài mét vuông, tuy nhiên thích hợp nhất là vào khoảng từ 10 đến 30 mét vuông. Bể nuôi có chiều cao khoảng 1 mét.
phần đáy có thể phủ một lớp đất và dùng bạt ni lông lót chắc, tránh không cho lươn chui ra ngoài. Do tập tính sống chui trong đất, nên khi nuôi, bà con cần bố trí đất hoặc giá thể vào bể nuôi. Trong ao có thể thả lục bình, rau cỏ, tạo điều kiện sinh thái giống như tự nhiên, làm nơi trú ẩn cho lươn có thể sống và phát triển tốt. Cái cách chuẩn bị cái bồn nuôi thì mình chuẩn bị là nếu là cái bể bạc thì sau khi làm bể xong thì cái hộ nuôi là phải bơm nước vô để mà ngâm, để mà cho loại bỏ hết những cái hóa chất còn lại trong cái bể nuôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu là cái người dân nuôi bằng đất thì đất phải được xử lý và cải tạo để làm sao đảm bảo được cái pH đất nó nằm trong cái khoảng cho phép là từ 6 tới 6,5. Và cái nguồn nước mình chuẩn bị là mình cái nguồn nước bơm vô thì mình cũng phải xem lại là cái nguồn nước nó cũng đảm bảo cái độ pH là từ 6 tới 6,5. Rồi khi mình nuôi vô một thời gian rồi thì cái pH ở trong bể nó sẽ tự động tăng lên và nó sẽ ổn định, khống chế là sẽ không cho là pH nó vượt hơn 8. Lưu ý tránh để mực nước quá sâu vì như thế sẽ ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng của lươn. Các yếu tố môi trường trong bể nuôi lươn phải đảm bảo độ pH từ 6,5 đến 8, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C, oxy hòa tan từ 2 mg trên 1 lít, NH3 nhỏ hơn 2 mg trên 1 lít. Nước cung cấp vào ao nuôi phải là nước sạch không bị ô nhiễm. Trong giai đoạn đầu sau khi thả giống, tỷ lệ lươn hao hụt rất cao, gây tổn thất cho người nuôi. Bà con cần lưu ý một số biện pháp chăm sóc con giống trước khi thả để đảm bảo chất lượng lươn cũng như có một vụ mùa thành công. Con giống phải khỏe mạnh và nhất thiết phải có xuất xứ rõ ràng. Trong quá trình vận chuyển, nên dùng các vật dụng trơn láng để chứa lươn và cho thêm một ít nước để tránh xây xác. Đối với những hộ nuôi sử dụng nguồn giống ngoài tự nhiên thì nên hạn chế sử dụng loại lươn cỡ lớn. Lươn cỡ từ 10 đến 20 con trên 1 ký thì tỷ lệ chết sau khoảng 1 tháng nuôi là khá cao do bị ảnh hưởng trong khi đánh bắt. Lươn giống trước khi thả nuôi, bà con nên cho vào bể dưỡng và tập thích nghi với môi trường mới. Đối với cái người mà sử dụng con giống tự nhiên thì phải trải qua một cái quá trình gọi là cái quá trình thuần dưỡng từ 1 tháng rưỡi tới 2 tháng để cho nó quen dần với cái điều kiện nuôi của mình, của hộ đang nuôi. Trong cái quá trình này thì dưỡng thì hạn chế sử dụng thức ăn. Trong quá trình thường dưỡng nó sẽ có những cái một số con mà nó hao hụt. Chỉ khi nào mà cái lượng trong cái bể nuôi, trong bể dưỡng mà nó hết cái hao hụt thì mình mới bắt đầu mình mới cho ăn. Do bể nuôi lươn rất cạn nên nguồn nước dễ bị nhiễm bẩn. Môi trường nước ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tập tính bắt mồi và khả năng sinh trưởng của lươn. Để quản lý tốt chất lượng nước trong bể, người nuôi nên định kỳ thay nước 1 đến 2 ngày một lần và mỗi lần thay khoảng 80% lượng nước trong bể. Bên cạnh đó, chế độ cấp và thoát nước hợp lý còn góp phần ổn định những thông số môi trường trong bể nuôi, tạo điều kiện cho lươn phát triển tốt. Nước thì mình bơm vào bồn thì mình bơm nước sạch, nó bơm lúc nước lớn, giữ cho nguồn nước nó tốt. Còn trong những cái giai đoạn mà mưa thì mình đợi khi trời hết mưa rồi mình mới bơm. Nếu mình bơm nước không tốt thì nó ảnh hưởng tới con lươn, nó sẽ bị hao hụt con giống, nó hao hụt nhiều. Còn mình giữ nguồn nước kỹ thì nó tuy nó có hao hụt nhưng mà nó ít hơn. Để mà giữ cho cái lượng oxy hòa tan cũng như là cái hàm lượng NH3 trong nước không thay đổi, là cái thứ nhất là cái hộ nuôi khi nuôi là phải có cái bảo đảm là có trong cái bể nuôi là phải có cống thoát tràn. Cái thứ hai nữa là phải có cái chế độ thay nước, đó là hàng ngày thay nước, mỗi ngày là thay nước một lần đối với cái là nuôi bằng giặt tre, còn đối với những cái hộ nuôi bằng đất hoặc là giá thể khác thì có thể là 2 ngày thay nước một lần. Nguồn thức ăn sử dụng trong nuôi lươn đa phần là các loại thức ăn tươi sống như cá tạp, ốc và cua. Bên cạnh đó, người nuôi có thể bổ sung thêm vào khẩu phần ăn của lươn các loại thức ăn công nghiệp. Có thể kết hợp với trộn thêm men tiêu hóa, vitamin C kích thích khả năng bắt mồi và nâng cao sức đề kháng cho lươn nuôi. Nếu thức ăn là cá tạp, trước khi cho ăn nên rửa sạch, bỏ hết nội tạng, cắt hoặc xay nhuyễn cho hợp kích cỡ lươn nuôi. Nên cho ăn vào những khi chiều mát
với mật độ vừa phải. Thường xuyên theo dõi sức ăn của lươn để hạn chế lượng thức ăn thừa, giữ cho môi trường nước không bị ô nhiễm. Hiện tại bây giờ ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này, thì người dân đang nuôi phổ biến là một là cái đầu tiên là con ốc bu vàng, hai kế tới cái thức ăn kế tiếp gọi là cá tạp, cái thứ ba nữa là mới tới cái thức ăn công nghiệp. Cái thức ăn công nghiệp chỉ là cái thức ăn phụ trợ, còn cái ốc và cái cá là cái chủ lực. Ốc và cá là chiếm tỷ lệ khoảng 70%, còn cái 30% là thức ăn công nghiệp, và hàm lượng của thức ăn công nghiệp thì nó nằm từ khoảng từ 22 cho tới 25 đạm thôi. Cái thời gian đầu khi mà bắt đầu vô nuôi thì khi mình cho ăn là khoảng 3%. Đó. Và cứ thế là cứ 3 ngày tăng lên một mức, tất nhiên sau 3 ngày thì mình sẽ tăng lên là khoảng 10% cái lượng thức ăn ngày hôm trước. Rồi sau 2 tháng nuôi thì mỗi lần mình tăng vậy là tăng 15% cái lượng thức ăn của lần cho ăn lần trước. Và khi tới cái tháng thứ 6 trở đi trước khi thu hoạch thì giảm lượng thức ăn lại chỉ còn từ 2-3% trên tổng cái trọng lượng con lươn đang nuôi. Trong quy trình chăm sóc, việc phòng bệnh cho lươn rất quan trọng, quyết định trực tiếp tới năng suất và chất lượng lươn thương phẩm. Định kỳ 10-15 ngày dùng cho bột và nước tạc để ngừa bệnh cho lươn với liều lượng từ 10-20 gram trên 1 mét khối nước. Khi thả nuôi phải đảm bảo mật độ vừa phải và tránh để bể nuôi bị ô nhiễm. Người nuôi thường xuyên theo dõi các hoạt động của lươn, kịp thời phát hiện lươn bệnh và có biện pháp cách ly điều trị kịp thời. Thời gian đầu khi thả giống, lươn thường bị sốc môi trường hay còn gọi là bệnh sốt nóng. Biểu hiện của lươn khi mắc bệnh này là tiết nhiều nhớt, xoắn vào nhau và ngôi đầu lên thở. Khi bị nặng, lươn có thể bị xuất huyết và chết hàng loạt nếu ta không có biện pháp phòng trị kịp thời. Khi gặp trường hợp này là trước tiên bà con mình lên thay nước hoặc là có thể sử dụng muối với nồng độ là 2-3%, tắm trong 2-3 phút hoặc là trộn lo đô si 2cc cho 1kg thức ăn cho lươn ăn liên tục trong 3-4 ngày. Tùy theo kích thước con giống khi thả mà bà con quyết định thời gian thu hoạch hợp lý. Thông thường, cỡ lươn giống từ 50-60 con trên 1 ký thì có thể xuất bán sau 6 tháng nuôi. Chúng tôi cho rằng đây là một trong những cái hình thức mà nếu được phát triển thì nó sẽ giúp giải quyết cho các lao động nông dân ở nông thôn tương đối tốt. Chúng tôi cũng liên hệ để phối hợp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng để hỗ trợ thêm vốn cho người dân. Rồi đồng thời thì hội nông dân cũng có cái tranh thủ cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân từ trung ương để hỗ trợ cho các cái nơi này để mà phát triển cái ngành nghề nuôi lươn. Qua thực tế sản xuất, nuôi lươn trong bể lót bạc là một trong những mô hình hiệu quả không chỉ về kinh tế mà còn có ý nghĩa trong việc giải quyết tốt bài toán việc làm cho phần đông nông hộ ở nông thôn. Tuy vậy, mô hình này vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như chất lượng nguồn giống, thị trường đầu ra và đặc biệt là giá nguyên liệu đầu vào như thức ăn liên tục tăng thời gian qua. Vì thế, để mô hình thật sự phát triển trong thời gian tới, các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân, hạn chế việc sử dụng nguồn giống đánh bắt tự nhiên để giảm tỷ lệ hao hụt trong quá trình nuôi. Hoàn thiện hơn nữa công tác sản xuất giống, chuyển giao kỹ thuật để kịp thời đáp ứng nhu cầu về con giống cho người nông dân. Ngoài ra, cần có một chuỗi liên kết về giá trị từ các cơ sở cung cấp lươn giống, cơ sở cung cấp thức ăn đến các cơ sở thu mua với người nuôi để nghề nuôi lươn có thể phát triển một cách bền vững. Nuôi lươn đồng thương phẩm, đặc biệt là nuôi trong bể lót bạc như ở An Giang, không chỉ là mô hình nuôi hiệu quả, góp phần đa dạng hóa các giống loài nuôi thủy sản, mà còn giúp thực hiện thắng lợi tiêu chí tăng thu nhập cho người dân của chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.